luôn giữ nhất tâm, niệm pháp tu này không được để một sát na nào nhớ nghĩ đến việc tạp ở thế gian. Phải nên tư duy sanh tử là việc lớn, vô thường đến rất nhanh, phải kiên tinh nỗ lực thì mới vượt qua được biển khổ này. Nếu có chút trái với tịnh pháp thì uổng phí công sức, không thể không dèm chân. Duyên niệm tất cả tam bảo tròn đầy khắp nơi, không đâu chẳng có, chúng sanh mê hoặc liên tục không ngừng, thật đáng thương xót. Con vì chúng sanh phá mê quy ngộ, lễ kính tam bảo nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự tất cả Phật pháp tăng bảo thể lường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh, phổ huân tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương, lúc nào cũng có. Hôm nay, con xin đem tất cả các hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, trà, các trang, sức quý báo vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, họa cụ, thuốc men, cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương, dùng hình dung nhớ tưởng điều cùng chung với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường trong các thế giới có người tu cúng dường. Hôm nay con xin tề hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường, lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tỉnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng lìa niệm thanh tịnh, cứu cánh viên mãn. Cúng dường xong tất cả cung kính, tam bảo không đâu mà chẳng có, do chúng sanh mê hoặc lâu dài bỏ đi giác tánh hợp với trần lao, nên bị ngăn cách niệm từ bi. Nay đã phá mê quy ngộ, phải luôn nhớ nghĩ tam bảo tròn đầy khắp khắp hư không, ứng Phật hiện hình như trăng trong nước, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật Đằng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật.
nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô chim sát thiện ác nghiệp báo, kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô chim sát thiện ác nghiệp báo, kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô chim sát thiện ác nghiệp báo, kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô biên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô biên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô biên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là người thời đó đã khai giáo, phải nghĩ Bồ Tát vì ta mà thương hỏi Đại Tát. Nay ta nghe thấy được pháp tối thắng này, tất cả là nhờ đại ân đức của Bồ Tát này. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên nhớ hai vị Bồ Tát ấy thực hành từ bi trí tuệ phổ độ quần mê, cùng với quay thần cổ Địa Tạng Bồ Tát không khác. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lúc này chúng con đang đối trước vị chủ lễ sám hối, nương vào luật qua thần đại từ đại bi của Bồ Tát, khiến cho con không ác nào chẳng diệt, không thiện nào chẳng sinh. Nay con quy mạng khải thỉnh, như con nhớ mẹ, Ngài là chính chủ của đạo tràng, với các Phật khác cùng đến chứng minh. Nay con xin lòng hổ thẹn, xin tâm sám hối, rớt nước mắt mà cầu thương xót. Như đang trước mặt
kính phục, mong được Bồ Tát Nhiếp Thọ hộ trì. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Phương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Phương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Phương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Di nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Khắp Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật Tất Cả Các Phật Giác Ngộ Tha Tâm Đạo Nhãn Thấy Nghe Vô Ngại Thần Thông Tự Tại Quang Lâm Đạo Tràng Nhiếp Thủ Chúng Con Khiến Thành Tịnh Tính. Di nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Khắp Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật Tất Cả Các Phật Giác Ngộ Tha Tâm Đạo Nhãn Thấy Nghe Vô Ngại Thần Thông Tự Tại Quang Lâm Đạo Tràng Nhiếp Thủ Chúng Con Khiến Thành Tịnh Tính. Di nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Khắp Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật Tất Cả Các Bậc Giác Ngộ Tha Tâm Đạo Nhãn Thấy Nghe Vô Ngại Thần Thông Tự Tại Quang Lâm Đạo Tràng Nhiếp Thủ Chúng Con Khiến Thành Tịnh Tính. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh chọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Tiên Tịnh Tính Bồ Tát Biến Kiết Bồ Tát cùng quán Thế Âm Bồ Tát mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi Quang Lâm Pháp Tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Biến Kiết Bồ Tát cùng quán Thế Âm Bồ Tát mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi Quang Lâm Pháp Tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Biến Kiết Bồ Tát cùng quán Thế Âm Bồ Tát mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi Quang Lâm Pháp Tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc phú thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không gời bổ nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không lời, không gời bổ nguyện phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Đại Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không gời bổ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ Pháp Thiên Long và Lam Chơn Tệ tùy thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu.
hộ pháp Thiên Long và Nam Chân Tể thì thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Nam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Con nghe trong biểu chánh biến tri, ân đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ, kính lễ, từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cúng dường. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô thi khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Câu Na Hà Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Phổ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Phổ Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Nguyên Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Quan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Cụ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Gương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hàng Phục Chúng Hoa Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tà Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Quang Đăng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô U Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Huệ Lục Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Hải Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự.
đảnh lễ. Nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Tây Nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Tây Bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Đông Bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ. Chim sát hiện ác nghiệp báo, kinh vi dụ pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ. Thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ. Thiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con đệ tử Đức Hảo nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Từ Tôn Thập Phương Tam Bảo. Đệ tử con từ xưa đã từng phạm các tội lỗi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lỗi tứ chúng, khen mình chê người, keo kiệt, ganh ghét,
giận hờn tà kiến, hủy bán tam bảo, tội ác trùng trùng. Nay con chí tâm sám hối, thành khẩn quay đầu, mong được diệt trừ tội lỗi. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn mà làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Phật, Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật, rộng vì tất cả chúng sanh quy mạng sám hối, di nguyện gia hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp, một, trong lòng suy tính ngã nhân, hai, ngoài lại thân, ngoài lại thêm bạn xấu, ba, không chút tùy hỷ các việc thiện của người, bốn, khi chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, năm, việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, sáu, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, 7. Che giấu lỗi lầm không muốn người biết, 8. Không sợ quả báo trong ác đạo, 9. Không có chút hổ thẹn, 10. Không đối hoài nhân quả. Vì thế ngày nay, 1. Tin sâu nhân quả, 2. Sanh lòng hổ thẹn, 3. Sanh tâm khiếp sợ ác đạo, 4. Phát lồ sám hối, 5. Đoạn tâm tương tục, 6. Phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, 7. Tinh cần sách tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, 8. Tỳ hỷ phàm thánh, dù chút thiện nhỏ, 9. 10. Niệm 10 phương chư Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. 10. Từ vô thủy đến nay, con không biết tánh của các pháp vốn không tịch, nên con nên tạo quá nhiều tội ác, nên biết không tịch. Con vì chúng sanh cầu đạo bồ đề, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác, chi nguyện hết thải tam bảo, Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con đệ tử đức hạo chí tâm sám hối, con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám hương tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh tham trước chấp trước cái ta và của ta, hương tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọng nan kinh giác, chướng huệ, chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tĩnh tâm không thành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khéo lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, gọt tẩy âu lo trong tâm con, cầu ai sám hối. Di nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng chi hộ niệm, nay con sám hối không tạo lại nữa, nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng, ngũ nghịch tiên đảo, hủy bán tam bảo,
tội nhất diễn đề. Tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo, chẳng thật sự có định huống chi là chứng đạo. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn, sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh. Con đệ tử Đức Hảo chí tâm khuyến thịnh, nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển chánh pháp luân, không nhặt niết bàn. Khuyến thịnh xong quy mạng lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con đệ tử Đức Hảo chí tâm tỳ hỷ, nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ gốc gác vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời, thải đều tỳ hỷ. Tỳ hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con đệ tử Đức Hảo chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đồng hướng đến chí Phật, đến thành niết bàn. Hồi hướng xong quy mạng lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con đệ tử Đức Hảo chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạc chủng tế, chuyển thế giới này, tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tịnh tính, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà trí tà kiến. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tục giới căn gốc gáo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục đồ, tất cả đều viên thành liễu ngộ tự tâm, nhất hợp cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sanh lại Phật tiền đối diện Di Đà, thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần ma, đồng quy mật tàng, phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Con và hết thảy chúng sanh nguyện tự quy y Phật, chúng nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát lòng vô thường. Con và chúng sanh nguyện tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Con và chúng sanh nguyện từ quy tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy vô ngại. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Mahatat. Ha ha ha, Unsam Modi Soha.